Hôm nay là chiếc xe Hyundai Getz em giới thiệu tới các bác cùng xem. Chiếc này không chạy qua taxi và dịch vụ nhá, xe gia đình, biển Hà Nội, tên tư nhân. Những cái mẫu xe taxi thì các bác biết rồi đúng không? Nó sẽ bị khoan đục một số những vị trí như cánh cửa và tấp đi tấp nô. Đấy, nhưng mà chiếc xe này của em là không có khoan đục coi nhá. Các bác yên tâm một điều là như thế, đảm bảo cho các bác yên tâm luôn. Đấy, xe cũng không có lỗi, bác mình mua về đi luôn, sử dụng ngay. Xe bản đủ các nhá, có túi khí này. Đấy, có túi khí này và có khóa khiển này. Đấy, có khóa khiển nhá. Đấy, với nội thất màu đen, chủ yếu là màu đen, và nội thất của xe thì còn rất là tươi sáng. Em sẽ quay các bác qua phần nội thất một chút này. Đây, các bác xem. Táp ly của nó vẫn là nỉ zin nhá. Đấy, những cái đồ nhựa xung quanh này. Đấy, xung quanh của nó là cái đồ nhựa, nó rất là đẹp này, rất là sáng và tươi này. Đấy, các bác cùng xem. Chất lắm đấy ạ. Các bác mình xem chi tiết, xem hết video, xem kỹ để được cảm nhận về nó nhá. Đây, các bác xem đây. Đấy. Còn nội thất nó đẹp như này cơ mà. Ghế da được bọc hai màu, đỏ và đen. Đấy, rất là chất. Hyundai Getz được sản xuất năm 2008. Số sàn máy xăng 1.4, biển Hà Nội, tên tư nhân. Đấy, với lớp sơn là màu bạc, rất là sáng, sạch đúng không ạ? Cái form dáng của chiếc xe này nó nhìn nó cũng tất nhiên thì nó không phải là những cái mẫu xe đời cao. Đấy, không giống như là mẫu xe đời cao đúng không ạ? Nhưng mà cái phần nội thất của nó thì rất là rộng, khoang nó rất là rộng các bác nhá. Dòng xe được mệnh danh là rất là bền. Nồi đồng cối đá, mệnh danh là nồi đồng cối đá luôn. Đúng với dòng xe Getz này. Đấy, bác nào muốn mua một chiếc xe mà ăn chắc mặc bền đấy ạ. Đấy. Đi lành, tiết kiệm, bền bỉ, chắc chắn thì mẫu xe Getz này là một những cái mẫu xe để đảm bảo cho các bác mình đáp ứng nhu cầu của các bác nhá. Lành bền, tiết kiệm. Đấy. Rất là ít xăng. Rất là chắc chắn. Đây là phần bên ngoài của cái mẫu xe Hyundai Getz này. Bên em dòng xe ngắn thì vẫn còn một số những mẫu nữa như là Spark Matiz. Đấy. Coi nhá, vẫn còn Moling nữa. Đấy. Và như là dòng sedan 2 đầu 7 chỗ rất là nhiều. Địa chỉ bên em nằm tại 16 Hùng Châu, thành phố Hải Dương. Mời các bác qua được xem cảm nhận nhé. Số điện thoại liên hệ 093 858 6307 và 0389 000 555 các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ mời các bác xem chi tiết về clip video này. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác xem. Đăng kiểm của xe còn đến tháng 9 này, năm 2021 này. Đấy, và chiếc xe này thì có gương điện, kính điện, lốp dày các bác nhá, lốp rất là dày này, na răng sắt nguyên bản. Với lớp sơn thì các bác nhìn thấy rất là bóng đẹp, cặp đèn pha còn trong. Bên kia thì hơi cố một chút thôi. Đấy, các bác xem này, xem để biết về độ chất của chiếc xe nhá. Và để mà biết giá chi tiết của chiếc xe này thì các bác mình nhìn được phần tiêu đề nhá, em sẽ ghim giá phần tiêu đề để các bác mình xem. Đấy, thông tin chi tiết thì em cũng đã giới thiệu và quay cho các bác mình xem đầy đủ trên đây rồi. Các bác cần thêm thông tin gì thì mình hãy kết nối Zalo cho bên em theo hai số mà vừa rồi em đọc đấy ạ. Đấy, hình thức của chiếc xe đây nhá. Các bác có nhu cầu mua bán và đổi xe, mua hoặc bán hoặc đổi xe thì các bác hãy mang đến cửa hàng bên em hoặc là gọi điện cho bên em để bên em mang xe đến cho các bác nhà mình để các bác mua, hoặc là bên em sẽ đi đến để mua xe của các bác. Đấy. Đấy, hình dáng bên ngoài của chiếc xe Hyundai Getz. Đấy, phần đằng sau của xe đây ạ. Cặp đèn hậu của xe cũng vậy, vẫn còn đẹp, vẫn còn trong đúng không ạ? Và tôn vỏ của cái dòng xe này nó sẽ dày hơn Moling các bác nhá. Đấy, nó sẽ dày dặn hơn, nó sẽ cứng chắc hơn so với dòng Kia Moling.
Kể cả như i10, i10 cũng không cứng chắc bằng cái dòng xe Hyundai Getz này các bác nhá. Bên đây thì đèn hơi ố một chút, về mình có thể đánh sáng lên được các bác nhá, mất tầm hơn 100.000 thôi. Mọi chức năng điện đóm của xe là hoạt động đầy đủ, côn số lái nhẹ nhàng, máy số chất các bác nhá, gầm vệ chắc lịch. Gầm vệ chắc lịch luôn. Xe thì cũng đã được trang bị màn và cam rồi. Bây giờ là một cái cánh đầu tiên mà em sẽ quay và giới thiệu các bác mình xem chi tiết. Đấy, tóc đi tóc lô của nó các bác có thể là xem này. Vách vẫn nỉ zin nhá. Đấy, vẫn nỉ zin. Phần trên đồ nhựa này không bị mòn. Đấy, cái chi tiết nhựa của nó là không bị mòn. Sàn da. Đấy. Ghế cũng là ghế da. Đấy, thông tin được dập đầy đủ ở đây. Đấy, vô lăng đẹp các bác nhá. Tắp ly tắp lô của xe rất là tươi và sáng. Điều hòa mát rượi luôn. Những cái đồ nhựa, những chi tiết nhựa bên trong không gãy vỡ gì. Đây em quay chi tiết một cái cánh nữa cho các bác cùng ngắm. Keo chỉ của xe đây, các bác xem này. Đây, keo chỉ vẫn còn nhá. Đấy, tắp ni đẹp chưa? Bên em có một con i10 2016 nữa các bác nhá. Một con i10 2016 số sàn máy 1.0. Đây, chiếc đó thì bên em đang bán là 220 triệu 2016 các bác nhá. Đấy, còn chiếc này thì sẽ rẻ hơn gần 100 luôn, gần 100 triệu. Đây, phía sau đây các bác xem này. Những cái phần máng nước này, đây, những cái phần vách. Đấy, các bác xem. Cốp sau của dòng này thì nó rất là rộng. Đây, rất là rộng. Ở dưới đây là để lốp dự phòng các bác nhá. Trần của xe được lên trần 5D. Rồi, tiếp tục. Đấy, cái cánh này thì cũng đã quay qua loa rồi. Bây giờ mời các bác xem chi tiết. Lòng trong cánh cửa của nó không bị han nhá. Không bị han. Bốn cánh đẹp đều. Cái đồ nhựa của xe. Đấy, những cái gioăng của xe. Đây các bác xem. Xe còn tương đối là đều. Tương đối là đều các bác nhá. Đồ nhựa của xe đây, con xe này. Chỉ còn không bị bạc, không bị phai. Cốp đồ. Các bác mua những mẫu xe cứng đẹp về thì mình cứ thế mình chạy thôi. Đấy, yên tâm và không phải suy nghĩ về chất lượng. Những mẫu xe nó còn cứng đẹp như thế này nhá. Không phải suy nghĩ gì. Yên tâm khi sử dụng, mình cứ sử dụng tầm khoảng 5-7 năm thì cũng không phải suy nghĩ gì. Đối với cái dòng xe Getz này, dòng này nó bền lắm, chắc chắn. Đấy. Các bác đã từng dùng rồi thì mình sẽ cảm nhận được một cách chuẩn nhất, đúng không ạ? Đứng đây mình có thể nhìn thấy toàn bộ cái phần tắp lô.
Đấy, lỗi ngoại thất của xe thì em cũng đã giới thiệu và quay chi tiết gửi tới các bác xem. Bây giờ đến gầm này. Không mục nhá, không han nhá. Đấy. Bên em vẫn còn rất nhiều khách đang xem ở trong bãi. Đây có xe này gầm này. Gầm đẹp không ạ? Gầm sàn cô lốp đẹp. Bây giờ là đến phần khoang máy thôi. Máy 1.4 thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ tầm khoảng 6 lít các bác nhá. À đây là mẫu số sàn cho nên là chấm nhỏ hơn tí nữa. Số tự động sẽ là 1.4 các bác nhá. Ở đây chính là cái phần động cơ khoang máy này. Máy khô khan sạch sẽ. Đấy. Khô khan sạch sẽ, nổ êm các bác nhá. Dây điện này là dây điện còi này. Dây điện còi mà người ta lắp thêm đấy ạ. Máy số cực chất các bác nhá. Như em cũng đã giới thiệu các bác là về yên tâm sử dụng, không phải làm gì nữa. Các bác liên hệ để được chốt xe nhá. Chốt xe, chốt giá, rồi mọi thủ tục mua bán, vận chuyển, hồ sơ, rồi ra tên. Các bác hãy alo trực tiếp để bên em tư vấn cho. Video em xin được kết thúc nhé.